Không mười hai. Hello các bạn, đối với video clip này thì mình sẽ giới thiệu một cây shotgun rất hammer gì á, để lát mình học tay lại. Thì theo như mấy bạn biết thì mình đâu cũng là cây mà mình mở gương thôi được 3 ngày. Chứ bạn không có quay quả cầu may mắn hoặc nạp với con để mướn để mua gì cả. Mình thì thích chơi đồ ri. Mà đồ ri thì đâu có bằng đồ mà có ri không ri. Đây Jackhammer Ultimate Gun, băng đạn 12/24. Ok, không biết đợt này bắn có bị kích nữa không đây. Sợ bữa nay tính ra mình làm clip cũng xui quá, đạn bắn thì để phát hiện nghi vấn hết, bắn xong rồi đúng là xui thiệt, thằng nào vô là chưa gì thì cũng bị mới vô thì bể biến dơ mời xui quá. Chào anh tơ, mình là tơ, mình chào ai, cái gì vậy trời, bắn vậy trời. Chúc mừng bạn, chào vui, vui vẻ. Bạn đi rẻ là mình thích lắm. Bắn gà, bắn gà. Trời ơi, kinh điển vậy. Trời ơi, bắn gì mà không chút nhân nhượng. Quách tỉnh. Bắn không hoan nhượng luôn. Bạn ghê quá. Rồi, chúc mừng mình đã mị màu. Bạn ơi, bạn ơi, bạn đã bị thất thủ. Đây. Trời ơi, một chút nữa mà bạn. Sao bạn nè, bắn đi trời ơi. Đó mà bạn cứ hách vô tư, hách thì bạn bị khùng mô mốt bị có hunter nó khóa thôi chứ mình đúc sợ. Trời ơi, bắn đi, còn 2k8 máu nè, bắn giờ là siêu nhân. Mơ được bao nhiêu cơ. Alo, đẹp gái quá vậy, nhìn mặt kênh kênh thấy ghê quá. Ở lên đây đi cho an toàn. Bắn một. Trời ơi, tốc độ thay đạn kìa. Rồi hôm nay có chế độ là tự ao thì đã biến hình dơm. Rồi cảm thấy là tốc độ. Rồi bạn kia cũng ao tiếp.
Cái nhận bắn ghê thiệt. Mình to nó thì mình đi. Mình đi ăn hôm làm đạo muối chứ. Làm đạo muối phía chứ. Mình test cái này mà, cho đó. Bạn tơ là tha cho mình. Họ bắn không dính luôn. Đúng là tầm xa khó bắn quá. Hai con tim một người xa nhau. Giờ đánh yêu người có. Tim con tim đến vấn đề. Còn chính viên, còn chính viên chạy lẹ. Chạy thôi. Đấy. Còn tiếp tới đâu. Bầm. Bầm. Bắn cả đống viên. Đúng là cái này để dùng những chế độ trên bài là bắn thôi. Biển đi mấy bạn ơi. Không thích. Thu cây mờ 1216 nữa. Thôi đỡ xả đạn thì nhanh để. Nhưng mà bắn không có đam. Trời, mình chưa kịp thấy nữa. Ôi, cái miệng đã bị dính rồi. Mà số lượng đạn ít đổi thay đạn thì lâu lắm rồi, miệng đi. Mừng quá, mình không làm thêm bay. Bạn tơ thiệt là hay. Bạn tơ thiệt là hay, bạn tơ thiệt là siêu nhanh. Trời ơi, cái phòng gì mà tàn chim bay thắng không vậy? Ấy lộn, chiến binh thắng mà bù 1 trên 4. Kinh vậy. Để là mình tập nhảy qua, nhảy lợi, nhảy tới, nhảy lui, nhảy xuôi, nhảy ngược cái này. Lên. Theo mình biết thì ở đây nhảy qua. Ồ, nó quá. Ừ. Nhảy qua. Wow. Không biết rồi. Nhảy luôn. Ngồi. Nhảy lên. Ngồi. Thì mình chỉ biết được leo lên đây thôi. Chứ còn ngoài ra là mình không biết làm gì nữa chứ. Này. Bạn ấy bung kìa, xem bạn ấy bung được không? Sau đây là chương trình chuẩn bị. Rồi. Bạn ấy đang tập bung. Ồ, bạn ăn ấy. Bạn đang làm gì vậy? Chương trình là mình mét. Mình mét bạn VTC. Bạn ăn vừa tập bung. Mình sợ mấy bạn lắm. Mình sợ bạn tơ lắm. Trời ơi. Ô hát thì ép buồn không? Mà đúng thiệt. Quay qua quay lại chưa gì. Cầm tay mà bơi với cái gì đâu mà sẽ nã ghê vậy. Chúc mừng bạn tơ. Chúc mừng bạn nha. Ây da, lên. Rồi chắc không lên nổi rồi. Ở đây mới lên được thôi. Rồi bạn ấy đâu? Bạn ấy kìa.
có chế độ mà bạn ấy chạy nhanh hơn con chim bay là sao vậy? Bye bye các bạn.